iPhone hake, trả sale hoặc là chưa mua sale, vân vân. Đấy, câu nói cho mình nói và cũng có thể nói cho người khác. Bây giờ không phải xuất chơi nên mình là in ha tà hoặc là cái công việc gì đó. In thả kính nát gì đây, kính nát nền đế. Cho nên là chi công phần lại kê trả suy nè. Rồi, đó là nghĩa thứ hai. Mang nghĩa là cũng là vì cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân ở phía trước nhưng dẫn đến cái sự việc ở phía sau, dẫn đến luôn cái sự việc ở phía sau. Nó không phải là nguyên nhân ở phía trước mà dẫn đến kết quả hậu quả ở phía sau. Thì những cái kết quả hậu quả mình có vì thế, do đó, vì chấm 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 nên vân 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 là a y sơ t mô hạt này cao mình có hết rồi. Nhưng nên t này nó có nghĩa là vì, là trong những trường hợp này người ta sử dụng nên t. Nó không phải là nhưng nữa, trong trường hợp này mình đâu có dịch nhân được, người ta nói như thế này mình không dịch nhân được đúng không? Mà mình làm bài tập hoặc là gì mình nghe cũng vậy, khi mình sử dụng trong những trường hợp này vẫn chính xác. Người ta nói như thế này, khi mình nói lại những trường hợp như thế này vẫn bình thường không sao bảo. Tại vì sao nên t sử dụng rất là nhiều trong những trường hợp đấy. Đó là vì thứ nhất nó tự nhiên là nhưng nữa, thứ hai trong trường hợp này nó vẫn thêm vào bình thường như thế này. Cho nên người ta sử dụng rất là nhiều. Ở đây người ta không dùng nị ca ai dê sơ hoặc là gì đây tê môn nê gì hết, mà người ta sẽ sử dụng nên tê cô chắc chắn là đa số luôn. Tại vì nó rất là hay trong trường hợp này. Thay vì này sẽ nói chua nị ca tê môn nê tạc tà xô xeo, thì người ta sẽ nói nè chua tê tê môn nê tạc tà xô xeo. Đó, nên tê này rất là hay. À chứ không thấy đó, hay một cái thả sách nền đê khăn lẻo chứ bị khăn lẻo khăn cài ó ồ si thôn đê ba lá hề tèo. Vì đây suốt chưa thả hết mình đấy, cho nên là chỉ công phần cái trả suýt nè. Đó, những trường hợp này vì không có hậu quả gì nghiêm trọng ở phía sau, cho nên người ta sử dụng nhẹ nhàng mình đây. Đó, ở đây đâu có hậu quả gì đúng không, đâu có nè, nguyên nhân nhưng mà hậu quả gì đó, không có hậu quả nặng nề, không có hậu quả gì phía sau gây ra cả, thì người ta sử dụng nhẹ nhàng như là mình đây. Đó, trong trường hợp này ha, đó là nghĩa thứ hai. Bây giờ đi đến nghĩa thứ ba của nó. Đây. Nghĩa thứ ba của nó giống như một dấu phẩy của tiếng Việt mình trong câu, nó không mang một nghĩa gì hết. Khi người ta nói nên đê trong câu này, mình dịch nhưng cũng không phải, mình dịch vì cái cũng không phải. Thì đó người ta cho vào chỉ giống như một dấu phẩy trong câu để nói hai câu với nhau thôi, giống như dấu phẩy của tiếng Việt trong câu, không có nghĩa gì hết. Dấu phẩy này không mang ý nghĩa gì hết. Đó, bây giờ cô có câu như thế này. Cô có câu là hôm tuần trước tôi đã đi du lịch rất là vui. Tuần trước tôi đã đi du lịch phải một cái rất là vui. Tiếng Việt của mình đúng không? Nếu như không có nên tê này, bình thường mình phải chia hai câu. À tuần trước tôi đi du lịch, đó là Chinan chue yo hen hết chấm cái che mi đúng không? Nhưng
Ở cái trường hợp này, người ta thay vì chia về hai câu như thế thì người ta sẽ cho cái nên tê này giống mu ngược dấu phẩy trong câu là tuần trước tôi đi du lịch phải cái rất là vui. Đó, thì ở chỗ này người ta sẽ nói như thế này này. Jinnan chue yeohaen hetneunde jaemi isseosseoyo. Đi du lịch ở đâu? Busan hay du lịch ngắm hoa, ngắm gì đó? Vâng vâng, nơi nào đó? Muốn nơi cho nơi vào. Như cô nói ngắn gọn vậy thôi. Jinnan chue yeohaen hetneunde jaemi isseosseoyo. Đó, thay vì chỗ này nếu như một dấu phẩy trong câu tiếng Việt mình trong câu ấy, tuần trước tôi đi du lịch phải cái rất là vui. Đó, thì đây giống như một dấu phẩy trong câu ở đây nó không có nghĩa gì hết, mình dịch nhưng cũng đâu có nghĩa gì đâu, đúng không? Ở trong trường hợp này nếu mà mình nghe người ta nói hoặc là mình thấy ở đâu đó Vân viết Vân nói Vân gì đó hoặc là mình nói cũng thế, mình nói ở trong câu này nó không có nghĩa là nhưng cũng không có nghĩa là vì. Ở đây mình đâu là gì nhưng được, mà khi mình nghe mình cũng không dịch được là vì nhưng, mà khi mình thấy mình đọc mình cũng không dịch là nhưng hoặc là vì được. À, tuần trước tôi đi du lịch nhưng vui à? Không phải, không được luôn. Vì tuần trước tôi đã đi du lịch nhưng vui à, và nên rất là vui. Không phải, vì đi du lịch nên rất là vui, đâu có câu nào vì đi du lịch nên rất là vui. Tuần trước tôi đi du lịch rất là vui. Đó, đó, hai câu đó là gì đây? Nó phải nói là với nhau. Thay vì tiếng Việt mình như đây, tuần trước tôi đi du lịch phải cái rất vui. Đó, thì ở đây người ta sẽ chia như thế này. Ở trong trường hợp này dịch nhưng cũng không được mà vì cũng không được, nó chỉ là gì đây? Giống như một dấu phẩy để liên kết hai câu với nhau. Giống như một dấu phẩy liên kết hai với nhau, nó nói với nhau này. Liên quan với nhau. À, tuần trước tôi đi du lịch, jinnan chue yeohaen hetneunde jaemi isseosseoyo. Hoặc là jaemi gì đây? Isseosseoyo đây, tại vì là tuần trước. Đó, cho nên trong những trường hợp này nó giống như cái nghĩa ẩn, không có một nghĩa gì ở trong đây cả, mình không dịch một nghĩa ở trong đây à. Mình chỉ giống như là gì đây, tưởng tượng nó giống như một dấu phẩy trong câu. Hay người ta nói à, từ trước tôi đi du lịch phải cái rất là vui. Trong tiếng Việt mình ngưng cái rất là vui thì ở đây jinnan chue yeohaen hetneunde jaemi isseosseoyo. À, thì ở đây mình dịch nhưng cũng không phải, vì cũng không phải. Đâu có gì lý do là vì nên đâu. À, đã đi du lịch rất là vui thôi. Đi du lịch chọn cái rất là vui phải cái. Thì ở đây nghĩa thứ ba của nó, khi mình nghe mình nói hoặc là khi mình dịch mình nhìn ở đâu đấy, thì trong trường hợp này mình không dịch nhưng được, mình không dịch vì được, nó không hay. Thì các bạn giống như là các bạn cho nó giống như một dấu phẩy, nó không có mang ý nghĩa gì trong đây hết. Cho nên vì sao người ta sử dụng nên tê rất là nhiều, trong trường hợp này cũng sử dụng, trong trường hợp những lúc nãy cũng sử dụng, trong trường hợp nó có nghi nghĩa là nhưng cũng sử dụng luôn. Gây, ví dụ như bây giờ cô nói à, hôm nay thời tiết tốt, mình cùng nhau đi dạo nhé. Bây giờ cô nói là hôm nay thời tiết tốt, mình cùng nhau đi dạo nhé. Cô chỉ nói câu bình thường như thế thôi. Bây giờ thay vì cô nói là thế này xin chọc cho ai ô cả chi giờ hay ai gì đây nổ là khăn lẻ ố hoặc là gì sang chắc khăn lẻ ố, nếu mà dùng ai sơ nì ca thì nó không hợp lệ cho lắm. Tại vì trong những lúc mà dùng ASO ICA đấy, vẫn dùng có thể bình thường nhưng mà nó nêu lý do. Đối với ASO lý do vì nên nhiều hơn. Nhưng trong trường hợp này cô nói à, hôm nay thời tiết tốt này, mình cùng nhau đi dạo ha. Không nêu lý do vì nên gì hết. Thì ở đây người ta không sử dụng ASO ICA mà người ta chỉ dùng nên te thôi. Này xin ca chột ưng tế sang chắc hành cải ố, sang chắc hành lẻ ố. Đó, con quên này sao hoặc là con quên vậy, đi dạo tại công viên nhé, hoặc là đi đến công viên để dạo nhé, vân vân, cái gì cũng được. Ở đây ô nư
Này si ca chục tà, chục này có bát chim. Tính từ, cô thêm gì đây? Nhìn đây. Ô nư, ngày sinh ra chục con đế. Con qua này sao sao nhé hay này đó. Hoặc là con qua nè khả sơ rồi đi dạo nhé. Hoặc là đi dạo ở tại công viên nhé. Đi đến công viên để dạo nhé. Cái gì cũng được. Đấy, cho nên là có rất nhiều trường hợp. Con qua nè khả sơ, cô dùng rồi, rồi đi dạo nhé. Khả sơ sang chết hân lẻo hân cải gì đó ông quên đó này chỉ ca chỗ quân đế con ngoan khả sơ sang chết hân cải ố hân lẻo đấy giống như trong trường hợp này phải một cái. À, hôm nay thời tiết đẹp này, mình đi cùng nhau đi đến công viên để dạo nhé. Đó, trong trường hợp này. Không muốn nói vì nên, ở đây mình dịch nhưng cũng được. Vì hôm nay thời tiết tốt nên mình cùng nhau đi nhé. Đôi khi vì nên nó không đông, không giống, nó không hợp lệ. Là vì nếu như mà vì nên, thì vì lý do gì đó, nên dẫn qua cái kết quả gì đó, thì nó mới hợp lệ. Đó, còn trong cái trường hợp này, à thời tiết đẹp, cái mình cùng nhau đi dạo nhé thôi. Không có lý do gì hết, và không lý do gì. À, nhưng cũng không phải, cho nên trong trường hợp này mình không dịch cái gì cả. Nhưng tên này, à, mình chỉ nói giống như là một dấu phẩy, mình tưởng tượng đi qua trong câu là à, hôm nay thời tiết tốt, phải một cái, mình cùng nhau đi dạo nhé. Đấy. Này sẽ có chỗ con đế của một cái khả sơ sang chiếc hành lễ đó. Rồi bây giờ cô nói là à hôm qua cô đi đến chỗ công viên hoặc là cái pet kho chơi khu mua sắm đó, cô đã gặp một cô đã gặp diễn viên điện ảnh hay là ca sĩ dạ vân vân. Thì bây giờ cô nói có hai câu với nhau, nhưng mà bây giờ không có vì nên, nhưng thì cái câu đó cũng không có nhưng vì nên gì trong đó, mà người ta sẽ nói là ơ chê pet kho chơi khách nịnh đế dọn hoa phê u hoặc là phê u rứ bắt sợi đó. Người ta chỉ nói thế thôi. Và ở đây giống như câu mình là à, hôm qua cô chỉ nói câu bình thường là hôm qua cô đi đến đến gì đây, đến siêu thị đã gặp cái người diễn viên ở đó chẳng hạn. Đó, cái câu giống như câu phải mà hôm qua đi đến siêu thị phải cái đã gặp người diễn viên ở đó. Thì ở đây đã gặp người cái bạn, một cái người bạn cũ, bạn thân, bạn mà thường thời cấp 3, cấp 4 gì đó vân vân. Thì ở đây là lúc mình chỉ ngưng một cái đến câu tiếp theo giống như nhiều dấu phẩy, không có mang lý do vì nên, không nêu nhân gì hết. Thì cô chỉ nói là ơ chê để kho chôm bè kho chơ mê khách mình đế quá khứ ơ chê, thì cô kêu ác giác mình đế. Và gì đây, cô tâm chuyên à cô tâm hát kêu chuyên cô, cô tâm hát kêu chuyên cô là thời học cấp 3, cô gặp bạn thời học cấp ba, diễn viên gì đó, nhưng mà cô gặp thời học ở bạn học cấp ba đi cho nó dễ. Cô tưng hát kêu chín cù đơn bạn nát rồi à, ai chơi bác hồi chân khách mình đấy, cô tưng hát kêu chín cù đơn bạn nát rồi à. Thì chỗ này mình đâu có dịch vì nhưng không có dịch gì được đúng không? À hôm qua tôi đi đến gì đây? Đi đến trung tâm mua sắm gặp người bạn cùng thời gì đây học ở cấp 3. Đó. Đã gặp người bạn cùng thời ở cấp 3. Đó là trong cái ý nghĩa này. Đôi khi mình không dịch nó là một cái gì cả, cho vào cái câu vì hoặc nhưng đó nó không có ý nghĩa gì đó, càng thêm cái câu gồm ghề hơn. Thì ở đây
Nó giống như là một dấu phẩy của tiếng Việt mình trong câu. Khi nói câu ngưng một cái cho đến câu tiếp theo, giống như một dấu phẩy. Thì ở đây người ta sử dụng nên đề. Ở trong trường hợp này khi người ta nói nên đề, à nên đề này sử dụng như thế nào? Mà vì sao mình nghe nên đề rất là nhiều trong văn nói, trong đời sống hàng ngày, hoặc là đi đâu đó, trong văn viết hoặc là trong trường hợp nào đó? Là vì nó có nhiều nghĩa, có nhiều khía cạnh, nhiều hoàn cảnh để người ta sử dụng vào. Là hoàn cảnh thứ nhất là gì? Nó có nghĩa là nhưng, giống như là chị mang. Hoàn cảnh thứ hai, nó có diễn tả là lý do, nguyên nhân, vì cái nguyên nhân đó nên dẫn đến cái sự việc tiếp theo. À, và có hoàn cảnh thứ ba là trong cái văn nói hoặc văn viết hoặc là như thế nào đó, người ta chỉ có gì đây, giống như một dấu phẩy, xong người ta nói tiếp cái câu tiếp theo mà liên quan đến cái phần phía trước, hai câu nó như nhau. À, ví dụ hôm qua tôi đi du lịch rất là vui, đúng không? Là mình nói một câu thêm tiếp theo một câu mình tiếp nói câu này là rất là vui. Nó không có nghĩa là nhưng, mình coi nhưng vào nó cũng hợp lệ, vì nên cho cấu trúc nào nó cũng không hợp lệ cả. Như chỉ nên tê. À, tiếp theo, à, thời tiết đẹp mình cùng nhau, là cô nói các bạn ở hôm nay thời tiết đẹp thì mình cùng nhau đi chơi nhé. Không có vì nhưng, không có gì đó. Tại vì một câu liên tiếp luôn không có gì cả. À, hôm nay thời tiết đẹp, cô cũ các bạn đi chơi thôi. Cho nên là mình ở đây không có cấu trúc nào cho vào đây được. Nếu mà nếu thì cho vào nếu thì. Nhưng mà đây cô nói là chỉ nói câu bình thường là à hôm nay thời tiết đẹp, cô rủ các bạn đi chơi. Thì ở đây mình không cho cấu trúc nhưng hoặc là gì đấy, giờ nó quá gồm ghề, cấu trúc nó quá gồm ghề. Thì ở đây người ta chỉ có là này sẽ ra chụp bình thế con quan khảo sao sẽ viết thành lẽ, giống như một cái câu dấu phẩy. À hôm nay thời tiết đẹp, phản cái đi dạo nhé. Đó, ở trong cái cũng thế. Ôi chê bác hồi chân khách hình thế, gặp người bạn ở dưới đây, đã gặp người bạn thời tiểu học ở nhầm nhá, thời cấp 3 đó. Thì trong những trường hợp này, à, người ta gắn nên tê vào giống như là người ta ngưng một cái câu để tiếp nói cái câu tiếp theo mà nó liên quan đi, liên quan với nhau này. Nói cái câu một dài nha, đó giống như một dấu phẩy. Mình tưởng tượng như cô nói cô một dấu phẩy của mình trong trong tiếng Việt đấy. À, rồi bây giờ đến cái nghĩa thứ tư. Đó, bây giờ nghĩa thứ tư này nó có mang nghĩa gì nữa đây? Nếu như nghĩa thứ tư thì nó sẽ chuyển về dạng cuối câu, nó không nằm giữa câu nữa. Từ nghĩa thứ nhất tới nghĩa thứ ba mình dịch tới từng hoàn cảnh, nghĩa thứ nhất nghĩa thứ ba thì nó có là nằm ở giữa câu, đúng không? Nhưng bây giờ nó chuyển về dạng cuối câu, kết câu luôn. Nó sẽ chuyển về như thế này, đó là nó sẽ chuyển về ân ninh tèo. Đó, quá khứ, hiện tại, tương lai thì nó chia như nhau hết. Nhưng mà ở trong trường hợp này người ta không chia về giữa câu như hồi nãy đó, nhưng mà còn mình đề sau nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta chỉ nhìn tê kia vào cuối câu, kết câu luôn. Có người nói ban man thì là không cần vô vào, như cô nói hình thức ban man là chỉ việc bỏ vô vào là thành ban man. Người ta chỉ nhìn tê thôi, người ta ngưng, không còn một câu nào hết là kết thúc luôn. Còn mình là đây lịch sự, mình cho tê vào, vô vào. Cái cách ban man thứ nhất là mình bỏ vô đi là thành ban man hết. Đó, như cô nói cách dễ nhất. Còn ở trong trường hợp này, nghĩa thứ tư của nó sẽ chia về cái dạng đuôi câu, ngắt tới nên tê rồi ngắt luôn, không còn một cái mệnh đề phía sau nữa. Thế đây, ví dụ như trong trường hợp này nó có nghĩa gì đây? Có nghĩa như dùng để phản bác lại lời nói ý kiến của đối phương. Các bạn ghi như cô nhé. Dùng để phản bác lại ý kiến hoặc lời nói của đối phương. Dùng để phản bác lại ý kiến hoặc lời nói của đối phương. Dùng để phản bác lại ý kiến hoặc lời nói của đối phương. Dùng để phản bác lại ý kiến hoặc lời nói của đối phương, tương đương với nghĩa tiếng Việt là tôi thấy hoặc tôi lại thấy. Tôi lại thấy.
Tôi lại thấy tôi lại thấy hoặc là tôi thấy. Tôi thấy hoặc tôi lại thấy. Đó. Ở trong trường hợp này dùng để phản bác lời nói ý kiến của đối phương. Ví dụ như bạn và chồng các bạn xem phim chẳng hạn. Hai người đang xem phim, chồng thì thấy bộ phim này hay, chồng bảo ô nô mu che mi ít neo à, ông chồng mà bảo vợ kana kana che mi ít neo con mình, bà vợ mình có thấy hay gì đâu mà lại bảo hay, phản bác lại ý kiến ở đối phương, mình bảo là ô che mi hộp nè, à, che mi hộp nên đè. Đó. Che mi hộp nên đè. Còn lịch sự nữa đè ô. Tôi thấy có hay gì đâu. Đó. Khi dùng cái trong trường hợp này không phải nhưng không phải vì nên nữa. Mà trong trường hợp khi người ta đáp lại cái câu nói của mình. Ví dụ như hai người đây sinh viên, trong trường hợp sinh viên gì đó. Hoặc là xem cái gì đó. Ô. Người đối phương là nói à rồi cái phim này hay quá, diễn viên đẹp quá, vân vân vân, mình lấy lại tôi thấy có hay gì đâu, thấy có đẹp gì đâu đó, tôi lại thấy dùng để phản bác hoặc là gì đây, đối chiếu lại lời nói của đối phương thì người ta cũng dùng dạng như thế này, nhìn tè đó đó. Khi mình nói câu này là người ta là gì đây, biết là mình gì đây, thấy không hay gì đó, mình phản bác lại ý kiến của họ đấy. Ví dụ như ông chồng nói oh no more chemi nè, mình lại bảo có thấy có hay gì đâu mà bảo hay thì là gì, chemi hợp nên đều đó, thì trả lời như thế là ok đó. Còn ví dụ như người chồng thấy cái diễn viên con gái đó oh đẹp gái quá, dẹp bơ giờ hoặc là dẹp bơ nè, mình thấy có thấy có đẹp gì đâu à, đúng không, tùy theo con mắt mọi người, người ta thấy đẹp chứ mình thấy không đẹp, mình thấy đẹp nhưng mà người ta không đẹp. Ví dụ như mình thấy cái người con trai đó, diễn viên đó Lee Minh Ho gì đó, ô chạy sáng kết nail nữa, mua chạy sáng kết nail. Còn ông chồng thì không thấy là gì, thấy có đẹp trai gì đâu chẳng hạn, ông muốn phản bác cái hôn phương à, ông nói là gì, bộ thông minh đê chẳng hạn, nói thường thôi mà đã có thấy đẹp trai gì đâu chẳng đó. Thì đó là cách cái ninh tê này kết thúc một cái câu, dùng để làm gì, dùng để trong trường hợp phản bác lại ý kiến của đối phương. Như trong những trường hợp này nữa, ví dụ như à thêm một người đó, à người này à, bạn này đẹp gái quá vậy hả, dẹp bơ nèo nữa, mua dẹp bơ nèo kia ấp nèo chẳng hạn, kia ấp cô dẹp bơ hoặc là gì, dẹp bơ nèo, nếu biểu cảm à, bạn ca nói này. Còn như theo ý kiến mình có thấy dễ thương đẹp thôi, mình thấy thường thôi mà. Thì ở đây, bồ thông nhìn nè, tôi thấy là gì đấy, thường thôi, có thấy đẹp, dễ thương gì đâu. Bồ thông là thường này, bồ thông nhìn nè, bồ thông là gì đây, là danh từ. Thường là bồ thông đấy, bồ thông nhìn nè, thấy thường thôi, có thấy đẹp, dễ thương gì quá đâu. Đó, trong trường hợp này chỉ nói như thế thôi, là cái theo cái nghĩa như là phản bác lại ý kiến của đối phương rồi đó. Ví dụ như món ăn cũng thế, đi ăn món ăn dạng như ông thích thì ông thấy là ngon, ví dụ như cá sống á, mình ăn không được thì mình cảm thấy là nó tanh nó hôi, thì người ta lại bảo là người ta ăn được, người ta đã thấy ngon, ô nụ mua mà xích xôi ồ. Còn mình ấy ma nộp nên đề, tôi thấy là gì đây cũng ngon cũng gì đâu đó chẳng hạn, người ta lại gì đây ăn cá thì người ta cảm thấy là ô mà xích xôi ô chẳng hạn, mà mình thấy nó tan nó hôi muốn chết, mà xích xôi ô chấm mà xích xôi ô chẳng hạn. Còn mình là gì đây, tôi cảm thấy nó ngon không ngon mà nó hôi nó tan nữa chẳng hạn gì đó, thì là gì đây, má nộp nên đều. Ngắn gọn thôi trong những trường hợp này.
và người ta nói không ngon mà mình cảm thấy, ví dụ như món ăn Việt Nam cũng thế, mình thấy món những món này nó ngon đối với mình thì món món của mình ăn, mình nói là gì đây, lâu rồi không ăn cảm thấy ngon, còn người ta ăn và người ta bảo gì, mang hợp nên đề, người ta cảm thấy là không ngon đó. Người ta có thể phản bác ý kiến của mình bằng những câu như thế này, và mình có thể phản bác ý kiến người ta bằng những câu như thế này. Khi mình trái lại ý kiến của họ, họ nói như thế này nhưng mà ý kiến của mình không phải như thế nữa đó, thì là gì, ví dụ như mình dọn dẹp vệ sinh rồi thì người ta bảo là ai dọn dẹp vệ sinh chưa, sao còn là gì đây, dơ quá chẳng hạn, mình bảo là chân su hết nên đề, hoặc là ke cất ha cô chân su hết nên đề, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà đó. Cho nên là trong những trường hợp trong phương nói hàng ngày của mình cũng thế, khi trường hợp mà mình muốn phản bác lại ý kiến của đối phương gì đó, mình cái sự việc mình làm nó không giống như cái ý kiến người ta nói, hoặc không muốn là nó mình phản bác lại, người ta bảo mình dọn dẹp vệ sinh chưa, sao mà còn dơ quá, mình dọn dẹp đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi mà đó. Chẳng hạn là hôm nay dọn dẹp vệ sinh chưa, hoặc là dọn chưa, sao ở đây còn nhiều bụi quá vậy, thì mình mới bảo là ô cái cất hai cây chân số hết nên đều tôi bảo là gì đây, tôi dọn dẹp gì sạch sẽ vệ sinh rồi mà đấy đó. Trong trường hợp hỏi là nấu ăn chưa, hoặc là nấu ăn đói bụng quá gì đó, cái mình mới bảo là tôi nấu ăn rồi còn gì nữa đấy, thì là gì đây, vô đi hết nên đề tôi nấu ăn rồi đó. Trong những trường hợp là gì đây, người ta sẽ kết thúc cái câu luôn. Mà trong những hợp như thế này, hoặc là trong những trường hợp khác nữa, như cô nói trong văn nói hàng ngày mình rất nhiều trường hợp nữa, người ta nói ý kiến này nhưng mà mình lại có ý kiến khác, người ta nói ý kiến kia nhưng mà cảm thấy là mình có ý kiến kia, cái ý kiến nó không phù hợp với ý kiến của mình, thì mình muốn phản bác lại, thì mình cứ kết thúc cái đuôi này là người ta sẽ hiểu, người ta sẽ hiểu và mình cũng thế. Mình nói cái câu đây, câu như thế này mà người ta lại chia về một cái đuôi ninh tê như thế này, ngắn gọn, mình cũng hiểu người ta là đó, người ta đã phản bác ý kiến của mình đó. Chẳng hạn mình nói cái này ngon, người ta nói man ộp ninh tê, người ta lại thấy không ngon, người ta lại muốn phản bác. Mình nói cái này đẹp nhưng mà người ta lại xem biết ộp ninh tê, hoặc là dẹp dẹp ninh tê đó. Mình thấy cái này tốt nhưng người ta nói là gì, cho ninh tê, người ta lại thấy không thích. Mình nói cái thành thấy người ta hàng này, hàng người này giỏi, nói tiếng Hàn giỏi nhưng người ta cảm thấy không giỏi. Hát cúc ma đơn một chạy một thanh đề đó, chẳng hạn đấy. Trong những trường hợp này, đó là nghĩa thứ tư. Còn đi tới nghĩa cuối cùng, nghĩa cuối cùng cũng giống như mình tìm hiểu thôi, nghĩa nó cũng chia về dạng cuối câu đó. Nghĩa thứ bốn và nghĩa thứ năm nó như nhau, chia về dạng cuối câu ha. Nghĩa thứ tư và nghĩa thứ năm đó. Một cái là dùng phản bác là ý kiến của là người nói, hoặc là gì đây, lời của người nói, hoặc là ý kiến của người nói trong những trường hợp như câu này ví dụ. Còn ở đây nghĩa thứ năm nó cũng nằm ở cuối câu, từ nghĩa thứ một nhất là nghĩa thứ hai, nghĩa thứ ba thì nó nằm ở giữa câu, mình còn mệnh đề sau đúng không. Nhưng mà nghĩa thứ bốn ta làm người ta kết thúc luôn, kết thúc trong những trường hợp đó, thì nghĩa thứ tư nó người phản bác ý kiến. Còn nghĩa cuối này thì lại có nghĩa thế nào, thì bây giờ mình tìm hiểu thêm một khía cạnh nữa, đó là cái kết lửng lơ, dùng là cái kết lửng lơ để chờ người khác trả lời, dùng là cái kết lửng lơ để chờ người khác trả lời thêm. Dùng là cái kết lửng lơ để chờ người khác trả lời thêm. Dùng là cái kết lửng lơ để chờ người khác trả lời thêm. Dùng là cái kết lửng lơ để người khác trả lời thêm. Hết. Đó. Trong trường hợp này cái kết lửng lơ, ví dụ như cô hỏi các bạn hôm nay có thời gian không, cô muốn hỏi các bạn oni shikani itnayo, hoặc là shikani isoyo isunkayo gì đó, vân 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 vân. Hôm nay có thời gian không nhỉ, hôm nay có thời gian không, shikani isoyo, các bạn mới bảo là shikani opninde,
Các bạn chỉ nói như thế thôi. Si ca nộp ninh đê, các bạn không còn nói ở quê ố, quê mùa đô bay ố, tại sao lại hỏi như thế. Không cần phải nói nhiều câu như thế, mà mình chỉ nói à, si ca nộp ninh đê là cái kết lưỡng lơ, và phía sau đó người ta nghe cái đó rồi người ta sẽ trả lời các bạn liền là hỏi vậy để làm gì, không cần phải nói nhiều nữa. Ví dụ trường hợp AB, Kana Kana, bạn A hỏi bạn B, 시간이 있어요? Đó, hỏi mình như thế, đúng như hỏi mình như thế, thì mình trả lời là à hôm nay tôi không có thời gian. 시간이 없는데요. 없는데요, 왜요? 왜 물어봐요? Hoặc là gì đây? À, có việc gì không, cần gì giúp đỡ không, vân vân và vân vân. Nhưng ở đây mình chỉ nói 없는데요 là cái kết lưỡng lơ của mình, để chờ người khác nói thêm cái gì nữa, là chờ người khác hỏi vậy để làm gì. Đó, khi mình nói cái câu này là tự nhiên bạn kia sẽ trả lời, người kia sẽ trả lời à, nếu mà có thời gian thì mình cùng, hôm nay mình cùng nhau đi ăn ngoài nhé, mình cùng nhau đi chơi nhé, vân 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 vân. À, còn nếu như không có thời gian thì để hẹn làm sao. Đó, đấy, mình không cần phải nói nhiều. Này, chỗ này sẽ các em nộp nên đều. Đó, mình ký trả lời như thế. Ví dụ có ai nhắn tin, có ai hỏi là sẽ các gì thầy hết, mình nói à, sẽ cái này hợp nên đều, quê ố, quê mùa đồ bài ố, không cần phải hỏi như thế nữa. Thì ở đây nó giống như là một cách lưỡng lơ, để chờ người khác trả lời phía sau này, hỏi có thời gian không, để là để làm cái gì nữa. Thì mình nói cái câu này không là tự nhiên cái bạn ca này, bạn sẽ tìm mình là có việc gì, hỏi cái này là có việc gì, người ta sẽ tự nói. Đó, không cần phải là gì đây, mình hỏi nhiều lý do nhiều nữa. Đó, ví dụ như có ai gọi đến cho mình, có phải bạn gì đó, có phải bạn gì đó không, thì mình nói à, mặt nhìn đều đúng rồi sao ạ. Tương tự như thế luôn, thì người ta sẽ gọi đến là để làm gì, làm gì, người ta sẽ chữ khách, người ta sẽ nói ra hết. Đó, đây là giống như một cái kết lưỡng lơ. À, có thời gian, không có thời gian vì thì sao ạ, à? Có thời gian thì sao ạ, à? Vân 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 vân. Còn cái thì sao ạ, à? Vào trong đây nữa, ví dụ như thế. Đó, trong trường hợp này người ta chỉ kết lưỡng lơ. Hoặc là gì đây, mình hỏi người ta có thời gian không, người ta chỉ nghi như thế này rồi, người ta bảo là à, xin chào ngọc, xin chào ngọc nên đều. Đó, người ta không nói thêm gì nữa. Thì mình phải biết là người ta còn muốn biết là mình hỏi người ta cái gì nữa. À, hỏi cái thời gian này có việc gì không. Đó, tiên người ta không nói què lố hay như thế nào đó, mà người ta chỉ bảo à, xin chào ngọc nên đều, thì sao, có việc gì không, tìm tôi có việc không, vân vân. Là còn một dãy phía sau này, tìm hiểu câu hỏi. Nhưng khi người ta muốn tắt, gián tắt, thì người ta chỉ để như thế này thôi. Đó, thì là gì, mình biết là gì, khi người ta để như thế này thì người ta là gì, đang chờ mình nói về vấn đề gì đó đấy, hỏi có thời gian không để làm gì. Đó, cái gì đây thì mình trả lời vâng đó. À, đây là cái cách lưỡng lơ nên đề, xong rồi cách lưỡng lơ để chờ khi phía người khác còn câu hỏi, còn câu trả lời nào không nữa. À, ví dụ như hôm nay chồng tự nhiên gọi điện hỏi làm đồ ăn chưa, hãy du đi hết rồi đó, hoặc là du đi hết đó, mình mới bảo là à, du đi hết nên đều, hoặc là du đi ảnh hết nên đều. Đó, tôi chưa làm, hoặc là tôi làm rồi thì sao, có việc gì không, tự nhiên hỏi mình là hôm nay làm nấu ăn chưa. Đó, chẳng hạn, thì mình chỉ trả lời như thế là tự khắc người chồng sẽ trả lời là à, nếu mà chưa nấu ăn thì hôm nay mình mua gì vậy ăn, tôi muốn mua gì vậy ăn, hoặc chicken hay là hamburger gì đó. Đó, trong những trường hợp đó, cho nên là gì đây, mình chỉ trả lời như thế. Hoặc là mình hỏi chồng à, hôm nay mấy giờ tăng ca, thường mình hỏi như thế, thường mình không hỏi ha, mà thường mình hỏi mấy giờ như thế tăng ca, chồng bảo là 6 giờ, hoặc là 6 giờ tăng ca, hoặc là gì đấy, tăng ca muộn, thì sao, do số xin đê, đó, tự nhiên mình không hỏi, hoặc là ngày đó mình nói mình không hỏi, thường mình hỏi mấy giờ tăng ca thì người ta trả lời 6-7 giờ đúng không, nhưng mà đột nhiên hả, hôm nay buổi sáng đi làm mấy giờ như thế nào, đột nhiên mình hỏi như thế, thì người ta sẽ trả lời ninh đê để coi có mình có gì, cái ý gì về sau nữa không, cái câu hỏi gì về sau để không, theo tự nhiên là hỏi như thế. Đó, bình thường mình đã hỏi tăng ca mấy giờ là mình biết mấy giờ về mà, đúng không, hoặc là bình thường mấy giờ đi làm mình cũng biết hết, nhưng mà đột nhiên mình nói là à, hôm nay chủ nhật có đi làm không, hoặc là tuần này chủ nhật có đi làm không hay như thế nào đó, mình bảo là chumani, ví dụ như ibon chu chumani in here, thì người ta mới bảo là in ảnh hình đều,
chẳng hạn, người ta sẽ trả lời như thế. À, không đi làm có việc gì không? Đó, thì mình trả lời à, không đi làm thì mình đi gia đình mình đi chơi đi, đi ngắm hoa đi, vân vân vân. Đó, người ta sẽ không trả lời là à, in nạn hay ở quê ố, à, ở đi khao cô ship phổi ố chẳng hạn. Đó, đôi khi người ta không nói như thế. Người ta chỉ trả lời như thế là người ta sẽ chờ cái câu trả lời mình hỏi để mình muốn làm gì. Đó, trong cái trường hợp như thế này. Kana, mình bảo là Ibon Chuma. À, Ibon Chuma ne in heo. Đó, mình hỏi như thế. Thử coi, à, cuối tuần này có đi làm không? In han ko yeo. Gì đó, vân vân, sẽ làm ạ. À, chẳng hạn gì đó. Thì là gì đây? Người ta sẽ trả lời là in nạn han đều, chẳng hạn. Đó. Nếu mà người ta nói in heo hay như thế nào đó, mà người ta còn hỏi que yếu này kia thì người ta hỏi nhiều câu. Còn có nhiều trường hợp người ta chỉ ngắt tắt. Là gì đây? In ảnh hắn đều. Hoặc là ảnh hắn đều. Tại vì gì đây? Tương lai của động từ thì chỉ việc bỏ tà đi. In tha tà. Thì gọi gì đây? In ảnh hắn đều. Thì ảnh hai nên tèo này còn cái gì đó hỏi để làm gì, hỏi có việc gì không, tại sao lại hỏi như thế. Đó, còn phía sau nữa thì tự khắc mình sẽ trả lời à, nếu như không làm in ảnh hai nhá, thì là gì đây? Uri cốt cu cân hà ra khắp xí đà, hoặc là khá chà, hoặc là gì đây, khá lẻ, hoặc là khá xeo. Đó, in ảnh hai miếng u đi cốt là ho đấy, u đi cao hoặc là u đi nữa, cốt cu cân, cu cân là nhìn ngắm đấy, cốt xương cu cân hạ ra, cốt xương cu cân hạ ra, khăn lẻ ó, khăn cài ó hoặc là khắp xí đà, à gũ đi luôn hoặc là khá xeo. U đi nữa, hoặc là u đi, không cần phải trả từ trong đây nữa cũng được. À, ngược lại người ta hỏi mình cũng thế, khi mình trả lời đó, không phải phản bác ý kiến, không phải gì vì đó đây. Nếu mà phản bác ý kiến là người ta nói hay mình nói dở đi, vâng 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 rồi. Nhưng mà trong trường hợp này mình phải hiểu là người ta không phải phản bác ý kiến gì nữa, mà là giống như một cái kết lưỡng lơ như cô nói còn phía sau nữa, để chờ người khác hỏi về làm gì, nói về cái vấn đề đó, có cái việc gì không. Đã như cô nói in ảnh hết đều, không làm thì sao, có việc gì không, có việc gì về nào mà đi chơi hoặc là có muốn đi đâu không, vân vân, nó nhiều vấn đề phía sau nữa. Nhưng người ta không muốn hỏi mình nhiều, người ta chỉ muốn kết thúc cái này. Thì cái gì, cái vấn đề mà các bạn hỏi câu này để các bạn làm gì, có muốn các bạn làm gì đây, là gì đây, muốn ngủ người ta đi chơi thôi. Đó, nếu không làm thì gia đình mình đi ngắm hoa đi đó. Hoặc là ngược lại trong những trường hợp khác. Rồi, đây là tóm tắt 5 cái nghĩa của nên tê. Các bạn thấy có một cấu trúc mà người ta sử dụng rất là nhiều trong từng hoàn cảnh. À, từng hoàn cảnh, trong từng cách nói, giao tiếp và vân vân. Thì mình phải hiểu trong những giao tiếp đó nó có nghĩa như thế nào. Để làm gì? Để mình hiểu câu và để khi mình sử dụng trong những trường hợp này, các bạn sử dụng nên tê trong văn nói các bạn sẽ rất là hay. À, thứ nhất, nếu như dùng chi man, và lúc đầu mình dùng chim ăn, nhưng mà bây giờ đôi lúc trong văn nói như cô nói đấy, thay vì chim ăn người ta sử dụng nên tê rất là nhiều. Và tiếp tục nên tê để làm gì nữa? Không nghĩa là nhân nữa, mà tiếp tục nên tê là người ta lại diễn tả lý do vì nên, dẫn đến cái sự việc tiếp theo, vì. Và thêm một cái nên tê nữa là cái nên tê để nói câu, giống như là hai câu. Đáng lẽ hai câu mình phải chia về hai câu, ví dụ như là hôm qua tôi đã đi du lịch chấm cái rất là vui đó, phải chia về hai câu đúng không? Nhưng mà khi có nên tê người ta lại nói luôn, giống như mình tưởng tượng giống như một dấu phẩy trong cái những câu đó, mình không dịch là gì hết, mình không dịch nó thành gì hết, giống như mình nghĩ ra giống như một dấu phẩy trong câu, trong tiếng Việt, à, dấu phẩy trong tiếng Việt ngưng một cái là xong đến câu tiếp theo. Và trong trường hợp có nghĩa thứ 4 và thứ 5, người ta kết thúc vào cái đuôi câu luôn, kết thúc vào đuôi câu rất là nhẹ nhàng. Một trường hợp là người ta dùng để phản bác ý kiến, hoặc là mình dùng lại mình để phản bác ý kiến người khác.
đẹp nhưng mà mình lại thấy xấu, ngon nhưng mà mình lại thấy không ngon, hoặc là gì đây, to nhưng mà lại thấy không to, nhỏ nhưng mà mình lại thấy không nhỏ, vân 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 vân. Mình thấy ăn nhiều nhưng mình thấy có cái ăn nhiều gì đâu, học tốt nhưng mình đâu thấy học tốt gì hết. Và gì đây, mình dọn vệ sinh rồi nhưng mà ta